Giám đốc điều hành của SpaceX, tỷ phú công nghệ Elon Musk cho biết là SpaceX sẽ không cho phép hệ thống của mình được sử dụng để bắt đầu chiến tranh thế giới lần thứ 3. Đài RT của Nga dẫn lời giám đốc điều hành của SpaceX, tỷ phú Elon Musk, tiết lộ lý do đằng sau quyết định của công ty về việc hạn chế sử dụng hệ thống Internet vũ trụ Starlink của quân đội Ukraine. Theo đó, ông không muốn cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine leo thang thành chiến tranh thế giới lần thứ 3. Phản ứng của ông Musk đưa ra sau khi phi hành gia Scott Kelly đã kêu gọi khôi phục toàn bộ chức năng của hệ thống Internet vũ trụ Starlink điều khiển máy bay không người lái của quân đội Ukraine. Một phụ tá của Tổng thống Ukraine tuyên bố rằng tỷ phú Elon Musk chỉ có hai lựa chọn, không tìm cách làm hại Ukraine hoặc bị coi là thân Nga. Sau khi các thương hiệu nước ngoài rời đi, thị trường Nga hiện đang do các thương hiệu trong nước chiếm lĩnh, với số thương hiệu nội địa đã tăng từ 17 đến 20%. Theo Cục trưởng Cục Hệ thống Đăng ký Quốc gia Liên bang Nga, thị trường trong nước gần như đã phục hồi. Hơn 30% nhà nhập khẩu đăng ký giấy chứng nhận cho hàng hóa chủ yếu đến từ Trung Quốc. Các thương hiệu mới đã thay thế những thương hiệu cũ chỉ vài tháng sau khi phương Tây áp đặt các lệnh trừng phạt. Theo báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Nga, việc các công ty nước ngoài hạn chế hoặc rút khỏi thị trường Nga đã gây thiệt hại từ 200 đến 240 tỷ đô la Mỹ. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 9 tháng 2 cho rằng các thương hiệu quốc tế rút khỏi Nga nhưng đã để lại cơ sở hạ tầng và nhân viên được đào tạo bài bản, trong khi các công ty và doanh nhân trong nước có thể tiếp nhận các doanh nghiệp này. Theo đó, có những cơ hội đặc biệt để phát triển. Theo một cuộc khảo sát do quỹ Nippon Nhật Bản thực hiện, có tới 46% những người trẻ tuổi ở Nhật Bản được hỏi cho biết là họ muốn có con trong tương lai. Song hơn một nửa trong số này khẳng định gánh nặng kinh tế và khó khăn trong việc cân đối với công việc hiện tại là trở ngại lớn đối với kế hoạch sinh con. Cuộc khảo sát được thực hiện với 1.000 người Nhật Bản trong độ tuổi từ 17 đến 19 về kế hoạch sinh con trong tương lai. Trong đó, 46% người được trả lời có thể hoặc chắc chắn muốn sinh con, trong khi 23% cho biết có thể hoặc chắc chắn không muốn sinh con và 31% trả lời không biết hoặc chưa nghĩ đến. Liên quan đến những rào cản đối với kế hoạch sinh con, 69% số người trẻ tuổi ở Nhật Bản khẳng định do áp lực tài chính, khó cân bằng giữa công việc và chăm sóc con cái. Đa số còn lại cho rằng chịu áp lực về tinh thần và sức khỏe. Các chuyên gia cho rằng Quốc hội Nhật Bản cần ngăn chặn tình trạng tỷ lệ sinh giảm, như hỗ trợ tài chính cho các gia đình nuôi con nhỏ, mở rộng trợ cấp cho trẻ em. Nhưng cũng cần phải nhìn vào thực tế rằng ngày càng nhiều người trẻ tuổi không thể kết hôn vì gánh nặng tài chính từ khi học đại học cho đến khi ra trường và đi làm. Nếu quý vị đang tìm kiếm một món quà cho ngày lễ tình nhân và có 13 triệu euro để dự phòng, thì hãy thử nghiên cứu một phần của đảo nhỏ Adriatic, hình trái tim độc đáo của Croatia, được khách du lịch đặt biệt danh là đảo tình yêu, đang được giao bán. Có hình dạng hoàn hảo giống như một hình trái tim, hòn đảo xinh đẹp Galešnjak là một trong những hòn đảo dễ nhận biết nhất tại Croatia. Không có khách sạn, biệt thự hay nhà hàng nào trên đảo nhỏ, nhưng điều đó không ngăn được nhiều người nổi tiếng đến với hòn đảo Galešnjak vào mỗi mùa hè, và hiện một phần của nó đang được giao bán. Bayon đã tổ chức tiệc sinh nhật lần thứ 39 của cô ấy trên đảo nhỏ, và cô ấy đã ở đó vài ngày hoặc thậm chí vài tuần mỗi năm. Michael Jordan đã ở đó vào năm ngoái. Jeff Bezos cũng vậy. Không thiếu những người nổi tiếng ở khu vực đó. Năm 2019, các nhà khoa học từ khoa khảo cổ học của Đại học Jada Gratia đã phát hiện ra dấu vết cư trú của con người trên hòn đảo từ 7.000 năm trước. Hòn đảo có diện tích 142.000 m2. Anh Silvestro Cardim cho biết 40.000 m2 trên đảo đang được giao bán với giá 13 triệu euro. Số tiền bán được sẽ được đầu tư vào những nơi khác trong cộng đồng địa phương.